Thì kính thưa các em chị trong ban huấn luyện của trung ương, cùng tất cả các em chị trong cả tỉnh thành, hôm nay em được vinh dự về đây để kính viếng ăn nguyên mộ Nguyễn Sĩ Thiều, người mà em đã kính mến nhất, người mà em đã kính mến nhất qua những lời của anh chị phía trước đã hướng dẫn cho em và nói về anh. Từ đó em cảm xúc hôm nay như ngày 26 tháng 7 hồi ngày mà hội nghị của trưởng ban và tổng thư ký và nội vụ, đi trên đường về ngay được tin anh mất, em vội vàng có làm một bài thơ để gửi về anh. Thế hôm nay em nhờ chị Cúc ngâm nhầm cho em, cho em không biết ngâm thơ mà được làm thơ. Xin mời chị. Dạ, em cũng xin cố gắng, nhưng mà không biết là nó có lột tả hết được cái tấm lòng thương kính của chị Liên đối với anh Thiều hay không. Dạ, nhưng mà em cũng sẽ giúp chị Liên. Tựa đề bài thơ là Nhớ anh Thiều. Anh đi ngày cuối hà, gió thanh bình chưa qua, ngự bình kia còn đó, mà bóng người đã xa, ánh thiều quang đã tắt, bao cõi lòng thiết tha, mây đen tràn nổi trường, nước đục dòng ngoài mang, từ nay trên biển lớn còn giông tố phong ba, ai vững tay chèo chống để giữ yên đảo nhà thừa thiên xưa hồi tù. Nguồn đạo lý tinh hoa, khi cảnh đời biến động, nhà lắm đã chia xa, cho bàn tay vô thức, ai mà không xót xa. Anh là cây minh thọ, che mát khắp bao la, là hải đăng soi sáng vào đêm tối ma tà. Giờ đây anh đã vắng, đất tâm bừng nở hoa, chắp tay thành công nguyện, anh về cõi Phật Đà. Quảng Hoa, Phan Thị Liên. Xin cảm ơn chị Liên và cảm ơn cả chị Quốc và dành cả số tay cho anh chị. Gửi nguồn cảm xúc và chị Cúc cũng rất khiêm tốn, nhưng mà quả thật là chúng ta cũng thấy rằng chị cũng đã lột tả lên được tất cả tâm tình của chị Hồng Liên. Kính thưa quý chị, trong lời tâm sự của anh Tranh vừa rồi, chúng ta sẽ nghe thấy rằng những gì mà anh Thiều nói rất khẳng khái. Tháng năm gắn bó với Âu Lam, trong những tháng năm cuối đời, anh đảm nhận vai trò là phó trưởng ban ngành Nam Ban Chỉnh Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam, và trong lễ kính viếng vừa rồi, ngành Nam cũng có mặt và hiện diện ở đây có đầy đủ anh ủy viên Nam Phật tử, anh ủy viên Thiên Nam và anh ủy viên An Nam trong những ngày qua, và hiện diện trong đêm tâm tình hôm nay có một anh ủy viên Nam Anh Vũ. Chắc chắn rằng tôi nghĩ rằng sự gần gũi này, sự gắn bó này cũng sẽ có thêm chất liệu cho chúng ta qua lời tâm sự của anh Trần Công Lộc.
ủy viên năm ủy ban kiểm trung ương, cũng là một người người Huế, một người gần gũi văn và cũng là thầy giáo. Kính lạy Trương Linh, người anh cả tình mến của chúng em. Hôm nay một đêm tâm tình với anh để ngày mai tiễn đưa anh về nơi an nghỉ, và ngày mai cũng là chỉ để tạm biệt anh thôi. Và chúng em cũng khẳng định rằng chắc chắn sẽ còn gặp lại anh. Trong giờ phút tâm tình này, tôi xin có nhắc lại vài kỷ niệm với Thánh Thiệu. Tôi sinh ra ở Huế, sống ở Huế này cũng hơn 20 năm, và cũng sinh hoạt tại Huế trong gia đình Phật tử cũng hơn 10 năm. Nhưng có một cái điều là trong thời gian sinh hoạt ở Huế thì là không có duyên để cùng sinh hoạt với anh. Bởi vì lúc đó anh là một người anh lớn, sinh hoạt trong ban dân trung phần và ban dân thời thiên, mà tôi lúc đó chỉ là một khuyến trường của một đơn vị gia đình thôi, cho nên ít có dịp để sinh hoạt với anh. Thế nhưng sau khi rời Huế vào sống ở Phân Rang thì là có cái duyên là thỉnh thoảng là thường gặp anh tâm sự và nói chuyện với anh, nhất là những cái năm sau 75. Thì mỗi lần khi về Huế thì dù bất cứ khó khăn, dù bất cứ bằng việc gì thì tôi cũng tìm cách để mà đến gặp anh những lúc nắng cũng như những lúc trời mưa. Và một vài kỷ niệm nhỏ với anh. Thứ nhất đó, là khi mà đến đây là việc đầu tiên khi nghe chào anh ngồi cửa này là anh nói ngay, kêu ngay là một ly cà phê. Mà có lẽ như cả này, như cả anh cả cũng vậy. Rồi một lần đúng trời mưa gió thì lúc đó anh bệnh, anh không phải là điều bệnh ở đây mà anh nằm ở trên một cái nhà ở đường Trần Hưng Đạo, cũng tìm cách ở bên để thăm anh, nghĩa là lúc nào về Huế là cũng tìm mọi cách để đến thăm anh. Và một lần đến đây thì anh mời hỏi một cái câu là chú có biết lúc trước thì gia khuôn hồi của mình là khuôn hồi gì không? Tôi cũng chưa hiểu gì anh là một người khuôn hồi gì, tên khuôn hồi gì. Thì anh nói ngay là khuôn hồi của mình thường gọi là khuôn hồi tình đồ. Khuôn hồi tình đồ, các anh chị mà sống ở Huế chắc cũng nhớ cái tên đó, khuôn hồi tình đồ. Như vậy anh là đã chọn cái pháp môn tình đồ để mà trong cái vấn đề tu tập. Cho nên giờ này em cũng tin chắc rằng anh đã vãng sanh về nơi miền tình hạ tinh hoa. Đó là một cái kỷ niệm thứ nhất. Một kỷ niệm thứ hai là một cái lần sau này khi mà trong cái tổ chức chúng ta có sự phân hóa thì anh cũng rất là buồn, nhưng mà anh cũng không tức giận, anh cũng không có cái hằng học gì hết, mà chính anh là một cái tâm rất là từ bi, rất là rộng lớn. Anh vẫn thương những cái người mà không còn sinh hoạt với chúng ta, anh vẫn còn thương và anh vẫn còn nhận trách nhiệm. Anh nói rằng chú phải biết đó là trách nhiệm của mình, mình vẫn còn trách nhiệm với người đó, những cái người đó, và cũng cầu mong rằng một thời gian nào đó thì họ sẽ trở về sinh hoạt và truyền thống của chúng ta. Anh vẫn luôn luôn thương những người đó, chứ không phải anh lại ghét anh họ thiệt. Đó là cái kỷ niệm thứ hai. Một kỷ niệm thứ ba là cách đây cũng một vài năm thì có những cái áp lực, những cái ý đồ gì đó mà yêu cầu anh là nói là anh già anh thôi, bây giờ đừng có sinh hoạt nữa. Thì có cái ý đồ khác chứ không phải là như vậy, bởi vì vì mục đích tổ chức mà yêu cầu anh sinh hoạt tại nghỉ sinh hoạt. Thì anh cũng là buồn, anh nói mình mất gì đâu mà nghỉ sinh hoạt suốt đời là tận người cho đến hơi thở cuối cùng, tại sao mà nghỉ, mà họ muốn anh nghỉ. Rồi nói nêu lý do này lý do kia thì anh cũng không biết là anh cũng không hiểu là anh mới nói cách sao để mà giải thích được cái chỗ này. Anh nói tôi đâu có phải là từ tiền, nghĩa là sau 75 á, anh không phải tôi từ tiền mà chịu là đứng làm cái trường ban dẫn thời thiên để mà điều hành đâu. Mà đây là một cái dịp trong một cái lần một cái hội nghị
có thầy Thanh Trứ, có thầy Thanh Trí thì mới yêu cầu anh làm chứ không phải anh tự làm đâu. Mà anh cũng không hiểu lúc đó là anh dùng cái từ gì để mà giải thích chỗ đó. Và cả buổi sáng đó anh cũng băn khoăn. Và trước đó tôi đến gặp anh á, thì anh cũng nói lại như vậy. Thì tôi nói với anh như vậy, tức là hôm đó, hội nghị đó có thầy Thanh Trí là chủ tọa và đã suy thử anh để mà làm trách nhiệm để điều hành cái tổ chức trưởng ban hướng dẫn của Thừa Thiên. Anh mừng, anh vui quá. Anh ơi, bây giờ chủ nói như vậy là tôi sáng giờ bây giờ tôi mới rất vui. Cho buổi sáng này tôi hỏi con tôi mà không biết dùng cái từ gì nữa. Thì nói với anh là từ sư tử, thì anh rất là vui. Đó là một cái kỷ niệm nhỏ thứ hai. Và đây là trước năm 2008, trước cái đại hội thế giới lần thứ hai tại Thái Lan. Thì có một dịp ra thăm anh thì cũng hỏi anh có đi tham dự được không? Thì anh nói tôi đi chứ, cháu anh. Nhưng mà cuối cùng là sức khỏe anh không cho phép, anh không đi được. Nhưng mà anh cũng rất thao thức và anh đã gửi một cái thư, một tâm thư cho đại hội. Anh thao thức và anh cũng là gần như là có một số là tâm tình cũng như là có một số gửi gắm trong cái đại hội đó. Mà cả anh chị xem lại trên mạng, đăng lại cái bài đó. Thì đó là cái kỷ niệm nhỏ thôi. Và cái lần gặp anh sau cùng là cách đây cũng tròn một năm, cũng trong dịp mùa Vu Lan này, thì tôi về Huế và được anh Vũ, cũng có một người đó là trời mưa gió, anh Vũ để chờ tôi qua thăm anh. Khi đó anh không còn ngồi được nữa, anh nằm trong một giường trong tim. Nhưng mà anh không nói được, nhưng mà cũng theo người quen của anh vẫn gọi người nhà là gọi cà phê lên. Anh cứ quen như vậy rồi gì. Ở khi đó thì anh không còn nữa, nhưng mà anh bắt tay rất là chặt. Hình như anh cũng muốn gửi tặng cái gì đó. Và đó là cái lần cuối cùng xin hôm nay kỷ niệm một vài kỷ niệm nhỏ như vậy thì trong cái buổi tâm tình này gửi lại. Dạ, xin cảm ơn anh Trần Công Lộc. Có lẽ là còn rất nhiều tâm tình mà nếu chúng ta thức suốt cả một đêm nay ấy, thì chúng ta cũng không thể nào nói hết những cái tâm tình mà mình muốn nói với anh trong cái giờ phút này. Nhưng mà ngày mai thì 4:30 là đã chuẩn bị để đưa anh lên đường, cho nên còn rất nhiều công việc. Vì vậy anh em chúng ta có thể tạm dừng lại ngang đây. Một dịp nào đó em cũng ao ước rằng một dịp nào đó thì sẽ có nhiều anh em, mà nhất là những anh em đi xa ở Huế, hay là những anh em nào mà gần gũi với anh Thiều sẽ nói thêm cho chúng ta về những kỷ niệm vào những cái dịp chúng thất hay là dịp cùng ăn chẳng hạn. Và để kết thúc để đêm tâm tình này, Xin lỗi. Dạ, chị Nguyệt muốn nói lên tâm tình chị Nguyệt, bởi vì nếu không nói được thì đêm nay chị sẽ không ngủ được. À, cái câu chuyện chỉ có Huế mà thôi, mới có những kỷ niệm của anh Thiệu. Vì vậy cho nên tôi ngồi thắc mắc lên, có phải chỉ có Huế mới có kỷ niệm anh Thiệu không đâu? Và khi tôi kể cái này ra, có lẽ anh Thiều đang mỉm cười. Anh nói cái con này quá nghịch. Lần đầu tiên sau 7 năm tôi về thăm anh, thì tôi vô tôi viết với anh. Anh nhận ra đứa nào không? Anh nhìn. Nhìn làm sao nhận nổi, thì quá lâu. Thì tôi mới nói là, thưa anh, tại sinh tại Nguyên Kiều năm 58 liên tỉnh Bình Định Quảng Ngãi, xin chào tại trước. À, thế là anh nhận ra gì? Anh nhận, sau đó là anh em mới nói chuyện với nhau. Và rất may là tôi cũng có nhiều việc về Huế. Và mỗi lần về Huế là mỗi lần về thăm anh. Và cái là một sự cố lẽ sống đó, tôi được chứng kiến và tôi được nghe anh nói, được nghe anh viết rất nhiều về sự cố này.